Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Cọc tiền lẻ, bức thư của nhà hảo tâm nhí và 1.001 tỷ đồng gửi đồng bào. Trong hàng triệu tấm lòng của tổ chức, cá nhân gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại vì bão lũ, còn những cọc tiền lẻ, con lợn đất và cả bức thư ấm áp của các nhà hảo tâm nhí. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước đã ủng hộ thông qua Ban vận động cứu trợ Trung ương. Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 9, các tổ chức cá nhân đã chuyển về tài khoản của Ban vận động cứu trợ Trung ương là 1.001 tỷ đồng. Ban vận động cứu trợ Trung ương tiếp tục rà soát để phân bổ sớm nhất đến với các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ và tiếp tục cập nhật và công khai danh sách những tổ chức, cá nhân ủng hộ. Trong ngày 14 tháng 9, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cá nhân, tập thể đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ. Trong đó, Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 100 triệu đồng, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đại diện trao, bà Nguyễn Thị Hoa ở Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội ủng hộ 3 triệu đồng. Ngoài ra, còn có tập thể du học sinh, sinh viên tại Springvale, Melbourne, Australia ủng hộ 7,2 triệu đồng, bà con trong trung tâm thương mại Acer Dragon, Spassky và bà con các vùng lân cận, Czech, Cộng hòa Séc ủng hộ 589,6 triệu đồng. Nhà hảo tâm nhí, trong những tấm lòng nhân ái có mặt trực tiếp tại mặt trận để trao gửi yêu thương đến đồng bào bị bão lũ, có không ít những nhà hảo tâm nhí. Cháu Lê Gia Tú 10 tuổi và cháu Lê Hải Lâm 5 tuổi đã mang con lợn đất tiết kiệm của mình đến trận mặt trận để khui ra và ủng hộ toàn bộ 3 triệu đồng có được. Trong đó có cả một cọc tiền lẻ 1.000, 2.000 đồng mà các cháu đã chắt chiu từ những bữa quà sáng, quà vặt của mình. Chị Đinh Hồng Dương, mẹ cháu Lê Gia Tú và Lê Hải Lâm cho biết, việc đưa các cháu đến ủng hộ bà con vùng lũ là mong con hiểu hơn về những hoàn cảnh khó khăn của bà con đồng bào bão lũ. Thông qua việc này, chị Dương cũng muốn giáo dục con cái biết yêu thương, sẻ chia với khó khăn của các bạn học sinh gặp phải khi cơn lũ đi qua. Trước đó vào chiều 13 tháng 9, cháu Đào Minh Đức lớp 4D, trường tiểu học Nguyễn Du, Hà Nội cũng được bố dẫn đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tại đây, cháu đã viết những dòng thư đầy xúc động kèm tiền ủng hộ gửi đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bão số 3. Kính gửi các cô chú và các bạn ở trên vùng bị lũ lụt, sau khi xem cảnh ở chỗ cô chú ở trên TV, con thấy trên đó bị thiệt hại rất nặng. Con chỉ có chút tiền nhờ các cô chú chiến sĩ gửi từ đó. Con chúc các cô chú xây dựng được nhà mới và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Thư cháu Đào Minh Đức viết. Nói về lý do đưa con đến ủng hộ, anh Đào Thanh Lâm, bố cháu Đức cho biết, gia đình rất tin tưởng vào uy tín của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Những ngày gần đây, thông qua các phương tiện truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã công khai chi tiết bản sao kê từ ngân hàng. Điều đó giúp mọi người dân tin tưởng và yên tâm hơn khi thấy việc kêu gọi ủng hộ từ thiện được thực hiện rõ ràng, minh bạch. Tôi và gia đình chỉ góp được một phần nhỏ, nhưng hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ cùng san sẻ thêm những yêu thương để người dân vùng bão lũ sẽ vượt qua khó khăn ổn định lại cuộc sống. Mong bà con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh Đào Thanh Lâm chia sẻ. Những khoảnh khắc đóng góp dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý. Xúc động khi nhận tiền tiết kiệm từ các cháu nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn gia đình đã giáo dục, tuyên truyền cho các cháu tình cảm, sự sẻ chia đối với những người gặp khó khăn để các cháu thấu hiểu và trao khoản tiền dành dụm tiết kiệm được gửi tới bà con vùng bão lũ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong rằng truyền thống gia đình tiếp tục được bồi đắp, gìn giữ để các cháu lớn lên sẽ trở thành những người giàu tình cảm, biết yêu thương mọi người, bà Ánh nói. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.